Thất bại là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Robert P. phải nhận lấy ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng Euro 2021. Khi họ đã để thua ngay trên sân nhà của đội bóng áo màu thiên thanh với tỷ số 0-1 ra về. Một kết quả không có quá nhiều bất ngờ, và có thể nói đây là trận đấu mà tuyển xứ Wales đã chơi rất tập trung trước một đội bóng đang có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ như tuyển Italia. Đó là chưa kể, chỉ ngay mới đầu hiệp 2 thì đội bóng của huấn luyện viên Robert Page chỉ còn phải chơi chỉ với 10 người trên sân. Sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Ampazu, nhưng họ không để thủng lưới thêm bất kỳ bàn thua nào khác, mặc dù sức ép từ Italia tạo ra là lớn vô cùng. Cụ thể trong phần còn lại của trận đấu, đội tuyển xứ Wales chỉ cầm bóng ở mức 34% và liên tiếp phải gánh chịu đến 14 pha bắn phá của tuyển Italia. Trong đó, thủ thành Gianni Watt đã có đến 5 lần giải nguy cho khung thành của mình và đảm bảo cho tuyển xứ Wales không để thủng lưới thêm bất kỳ bàn thua nào khác, cũng như bảo vệ được vị trí thứ hai của họ tại bảng A với 4 điểm. Đến với trận đấu mở màn cho vòng 16 đội, đội bóng của huấn luyện viên Robert Page sẽ có chuyến hành quân đến Amsterdam để có màn so tài với tuyển Đan Mạch. Đây là đối thủ không còn xa lạ gì với tuyển xứ Wales khi tại vòng bảng UEFA Nations League 2018-2019 thì cả hai đội đã nằm cùng bảng với nhau và khi đó họ đã để thua trước những chú lính chỉ cả hai lượt trận. Tuy nhiên, ở thời điểm này thì có lẽ mọi người sẽ cần nhìn thầy trò huấn luyện viên Robert Page bằng ánh mắt khác, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Trước khi chiến dịch vòng chung kết Euro 2021 diễn ra, ít ai có thể ngờ được một đội bóng được đánh giá có hàng thủ kém nhất so với ba đội bóng cùng bảng còn lại, chỉ mới để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Thậm chí khi phải đối mặt với một tuyển Italia đã liên tiếp ghi đến 3 bàn mỗi trận, nhưng các học trò của huấn luyện viên Robert Page chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất. Và đặc biệt là vị trí của thủ thành Gianni Watt, một thủ môn luôn núp dưới cái bóng của Kasper Schmeichel trong màu áo của Leicester City, lại đang tỏa sáng rực rỡ tại kỳ Euro lần này, và anh cũng đã đáp lại sự tin tưởng mà huấn luyện viên đã dành cho mình. Thật chớ trêu thay, khi mà người đồng đội Schmeichel sẽ là cái tên đứng phía bên kia khung gỗ của tuyển Đan Mạch trong trận đấu này. Vì vậy đây sẽ là trận đấu mà thủ thành 28 tuổi tiếp tục khẳng định tài năng của mình, sẽ chẳng hề thua kém gì so với người đàn anh trong câu lạc bộ. Phía bên kia sân, dường như với việc Christian Eriksen đã ngồi trên xe lăn đến sân tập để cổ vũ cho các đồng đội, đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Jun Manh được tiêm một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ và có màn hủy diệt tuyển Nga bằng chiến thắng với tỷ số 4-1 ngay trên thủ đô Copenhagen. Và qua đó trở thành đội bóng duy nhất có được chiếc vé trực tiếp đến vòng knockout với chỉ 3 điểm để làm vốn trong tay. Màn trình diễn khiến cho người ta ngỡ như tuyển Đan Mạch hôm đó đang chơi ở một trận đấu chung kết và họ đã cho thấy sự áp đảo trước những chú gấu Nga hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 61% và 16 lần dứt điểm, trong đó đáng kể nhất là cú nã đại bác của Christensen vào lưới Safonov để mở ra cơ hội đi tiếp sáng hơn dành cho những chú lính chì. Qua đó, tuyển Đan Mạch sẽ có lần đầu tiên đến với vòng 16 đội tại vòng chung kết Euro kể từ sau lần góp mặt đến tứ kết trên đất Bồ Đào Nha vào kỳ Euro năm 2004. Bước vào trận đấu lần này, có thể nói các đội bóng đã góp mặt đến vòng đấu này đều không thể xem thường bất cứ ai, và đội bóng xứ Wales cũng không phải là ngoại lệ, nên tuyển Đan Mạch cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Có thể trong hai lần gặp nhau vào năm 2018, thì họ đã đánh bại đối thủ cả hai trận, nhưng đừng quên UEFA Nations League cho đến hiện giờ. Đối với rất nhiều huấn luyện viên thuộc các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, không khác gì những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt, nên đã có rất nhiều câu lạc bộ quyết không nhả người, vì vậy họ thường sẽ không có được đội hình tốt nhất. Cụ thể là trường hợp của Gareth Bale, khi ở trận lượt đi, câu lạc bộ chủ quản Real Madrid đã không nhả người, và phải đến trận đấu lượt về, thì cầu thủ này mới có cơ hội ra sân. Và chính Bale là cầu thủ duy nhất xuyên thủng mảnh lưới của đội tuyển Đan Mạch tại UEFA Nations League mùa giải năm đó. Vì vậy, sự quan tâm mà đội bóng của huấn luyện viên Jun Manh dành cho Gareth Bale sẽ không phải là chuyện thừa. Bên cạnh đó, thất bại của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trước xứ Wales sẽ là bài học dành cho tuyển Đan Mạch, bởi trong trận đấu đó, Bale không chơi ở dọc biên, mà thay vào đó siêu sao này đã chơi bó vào trung lộ và thực hiện những đường chuyền vượt tuyến dành cho các đồng đội ở tuyến trên. Có thể nói đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Jun Manh lúc này đang phụ thuộc khá nhiều vào Gareth Bale, và chỉ cần khóa chặt được cầu thủ này thì cơ hội giành kết quả tốt của Đan Mạch sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa xứ Wales với Đan Mạch. Tỷ lệ nổ tài của xứ Wales đạt 30%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 50% kết quả về lẻ. Xứ Wales ghi được 10 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Đan Mạch đạt 60%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 40% kết quả về lẻ. Đan Mạch ghi được 26 bàn, để thủng lưới 10 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,6 bàn. Dự đoán kết quả xứ Wales với Đan Mạch.
Với việc hai đội bóng có lối chơi chắc chắn chạm mặt với nhau, thì phần lớn kết quả ở trận đấu này sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Thậm chí cả hai có thể sẽ bước vào hiệp phụ và xa hơn là giải quyết trên chấm penalty. Dự đoán kết quả hòa không đều đến một đều và có thể nằm dưới theo xứ quên. Các bạn dự đoán tỷ số trận này là bao nhiêu? Hãy để lại kết quả dưới bình luận để anh em tham khảo nhé. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.